Cách thành phố Hồ Chí Minh gần 100 km, tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An là khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập, một cái tên hiện nay đang trở thành tâm điểm của nhiều bạn trẻ. Khi nghĩ đến một chuyến dã ngoại vào những ngày nghỉ cuối tuần hay lễ Tết, làng nước nổi Tân Lập, các bạn trẻ thường gọi nôm na như vậy. Đó là một vùng đất ngập nước hoang sơ của tỉnh Long An, tiếp giáp Đồng Tháp 10, liên kết tạo thành một thảm rừng trải rộng đến hàng ngàn hecta, có kênh rạch chằng chịt và dòng sông Dàm Cỏ Tây chảy qua. Mà ẩn hiện trong màu xanh bạc ngàn đó là con đường duy nhất có tại Việt Nam, con đường xuyên rừng tràm dài 5 km với tên gọi con đường tình yêu. Không hiểu người ta gọi như vậy từ khi nào, nhưng nó quả là một cung đường hết sức lãng mạn của các đôi tình nhân. Và cũng chính con đường này đã dẫn dắt người ta đến với một tình yêu khác, tình yêu dành cho thiên nhiên. Do vị trí làng nổi Tân Lập khá gần Sài Gòn, nên khách du lịch có thể sử dụng phương tiện xe máy hay xe hơi để thuận tiện vừa đi chơi vừa ngắm cảnh. Làng nổi Tân Lập được đầu tư quy hoạch xây dựng thành khu du lịch sinh thái với diện tích hơn 135 hectare vùng lõi và 500 hectare vùng đệm. Trong đó, hạng mục tuyến đường xuyên rừng tràm và tháp quan sát đã được đưa vào phục vụ du khách và được xem là các công trình tạo điểm nhấn cho khu du lịch. Mặc dù là lớp trẻ chúng em đáng lẽ ra là thích những nơi sôi động, nhưng mà tới những cái khu chỗ này thì các em, chúng em lại thấy được rằng là rất là tuyệt vời. Tại vì tới đây là lúc đầu óc mình được thoải mái sau những thời gian làm việc căng thẳng, cho nên là mặc dù nó đơn sơ hoang dã nhưng mà lại có sức hút đối với giới trẻ. Sau khi mua vé vào khu du lịch, điều đầu tiên gây ấn tượng với du khách là cầu tàu xanh mướt được bao bọc bởi vàng bí. Tại đây, du khách sẽ được trung chuyển vào khu vực tham quan nghỉ dưỡng. Ngay đoạn trung chuyển này đã làm các bạn trẻ háo hức ngắm nhìn và chụp ngay vài bộ ảnh ghi nhận phút giây khởi đầu cuộc hành trình. Tại bến tàu, ngay từ sáng sớm, bộ phận phục vụ chèo xuồng đưa du khách tham quan rừng tràm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đó là các cô, các chị trong bộ bà ba truyền thống đủ màu sắc, rất nhộn nhạo và vui mắt. Một ngày hết sức cực lực đang đón chờ họ. Chỉ mất 4 phút từ bến nhà đón khách là ra đến bến bên kia, nơi có con đường xuyên rừng tràm, khám phá khu rừng nguyên sinh này. Nhưng trước tiên, có lẽ hãy lên tòa tháp cao 38m ngay trước mặt. Người ta có thể lên tháp bằng thang bộ hay thang máy lộ thiên. Trên độ cao này, chúng ta có thể phóng tầm mắt ra một dải xanh ngát khổng lồ, hít lấy hít để mùi hương tràm thơm mát cùng những ngọn gió rừng. Ở đây thì có cây rất nhiều, xanh đẹp, gió mát. Nó thoáng mát, thoải mái, gió rất mát. Rừng cây lao xao, đông đưa theo ngọn gió. Trong chúng chẳng khác gì đang trò chuyện đùa cợt với nhau. Và lúc ấy, con đường độc đáo trong rừng tràm hiện ra. Đây rồi, con đường, thứ mà khiến nhiều người bỏ công sức chạy xuống đây và thật xứng đáng để bỏ công. Con đường là một cây cầu bằng xi măng được xây dựng xuyên rừng để du khách có thể tham quan. Ven đường đi, hai bên là vùng đầm lầy với vô số tràm cùng các loài thực vật khác đang sinh sôi nảy nở. Đặc biệt là lúa ma hay còn gọi là lúa trời, phát triển rất mạnh vào mùa nước nổi. Người dân xứ Tháp 10 coi đây là tặng vật thiên nhiên quý giá ở vùng ngập nước khắc nghiệt. Dưới mặt nước là vậy, còn trên thân tràm dọc hai bên là mớ bồng bông xanh tươi phủ kín. Hẳn ai đã từng nghe rối như mớ bồng bông thì bồng bông chính là loài cây dại này. Chúng leo lên hai hàng cây cao ngút tầm mắt, tạo thành một màu xanh hun hút, lãng mạn và thanh cảnh vô cùng.
Chính vì vậy, con đường cũng là nơi để các cô dâu chú rể chọn là nơi ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của họ. Và biết bao khoảnh khắc ngộ nghĩnh của các bạn trẻ lưu dấu trên con đường này. Trong ghi nhận của một nhóm bạn trẻ đã có đoạn ghi như vậy: nhóm trở lại tháp và leo lên đỉnh, trên này gió mát lồng lộng, nhóm nghỉ ngơi một giấc. Tháp ở đây là đài quan sát thứ hai, cao khoảng 20 mét, thấp hơn tháp đầu tiên nhưng cũng đủ giúp mọi người hồ hởi trước vẻ lồng lộng của rừng xung quanh. Tiếp tục cuộc hành trình trên cung đường tình yêu, du khách sẽ thấy có nhiều nhánh rẽ, có những cây cầu bắc ngang kênh, các con đường được kết bằng cừ tràm. Và các bản chỉ dẫn sẽ cho biết sắp tới địa điểm nào. Thí dụ, khu thuần dưỡng chim hiện nay đang là nơi lưu trú của loài cò, tương lai sẽ mở rộng thêm các loài khác. Các dự án bảo tồn động vật hoang dã đang được triển khai. Thì hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị đang xây dựng cái khu vườn chim nhân tạo khoảng 2 hecta, trong đó có xây dựng mô hình đảo và quy tập một số cái loài chim nước đại diện cho cái chim của đồng bằng sông Cửu Long để về để nuôi bảo tồn, để mục đích để cho nó sinh sản và chim trời nó sẽ quy tập về đây. Một cảm nhận mà ai cũng thấy được trên con đường này là không gian mát rười rượi của rừng xanh, sự trong lành của thiên nhiên hòa trong mùi vị đất trời của bùn đất, bèo, cỏ cây, rong rêu. Mỗi chân sẽ có những trạm nghỉ như vậy. Trong sự vắng vẻ và thanh bình, các bạn trẻ dang tay rộng, hít thở thật sâu để tinh thần thêm sảng khoái, tiếp tục cho chuyến hành trình tiếp theo. Hồ Bán Nguyệt, khu cầu chữ X, một không gian hết sức gợi mở và ai đến đây cũng phải cố lưu giữ lại cho mình những khoảnh khắc sinh động. Em ở thành phố Hồ Chí Minh xuống đây thì thông qua một người bạn, một bé quê ở Tiền Giang, bé có xuống đây một lần rồi thì bé cũng có giới thiệu về làng nước nổi này, nên là hôm nay là nhân dịp nghỉ lễ nên em cũng tranh thủ em xuống đây để em tham quan thử. Thì thấy ở dưới này nói chung là không khí cảnh rất là tuyệt vời. Cầu chữ X gồm các nhánh cầu đan nhau, dương ra một đầm sen súng rộng lớn. Và tầm độ 8-9 giờ, trời sáng rõ, các loài hoa trên đầm sẽ đua nhau khoe sắc. Súng đỏ, sen hồng, điểm xuyết là các hoa vàng, hoa trắng của các loài rong, tảo và các hạt sương óng ánh trên mặt lá, tưởng như những hạt ngọc. Khi ấy, ngồi trên thuyền lướt trên mặt đầm, người ta sẽ thấy thiên nhiên hết sức diệu kỳ. Di chuyển bằng xuồng chèo tay hay thuyền máy là một dịch vụ khá nhiều người tham gia. Với một thuyền chở khoảng 6 đến 8 người, người chèo thuyền sẽ đưa du khách len lỏi trong các rạch rừng đầy thơ mộng. Thỉnh thoảng du khách sẽ bắt gặp các cây cầu bắc ngang qua, hoặc những thân cây ngã vào nhau thành dòm, tạo thành các điểm nhấn thú vị. Những chị, những cô chèo thuyền thì rất thân thiện, dễ thương, không nề hà. Chính vì vậy, du khách cũng thường muốn chia sẻ công việc chèo thuyền cùng họ. Đi lúc đầu thấy cũng hứng thú, cảnh thì ở đây cũng đẹp. Đi thích phiêu lưu rồi khám phá nhiều cái hơn. Khi mặt trời lên cao, một số đã có thể kết thúc cuộc hành trình xuyên rừng bằng thuyền. Giờ là lúc có thể nghĩ đến bữa ăn được rồi. Các món ăn dân dã theo kiểu cây nhà lá vườn luôn được thực khách kêu món. Những trái đậu bắp, đậu que, trái bầu, trái bí xanh tươi trên vàng, những con ốc bươu, cá lóc đồng trên bếp than được sơ chế tại chỗ. Cũng có thể ngồi trên bãi cỏ, trên nhà cọc, bày ra thức ăn đem theo sẵn, trên tinh thần là hết sức thoải mái và tận hưởng. Đặc biệt, mới đây, khu du lịch đã đưa vào hoạt động khách sạn nằm trên tòa tháp cao 38 mét. Du khách có thể nghỉ qua đêm tại đây với các tiện nghi đầy đủ cho sinh hoạt.
Điều thú vị là các phòng đều có cửa sổ và ban công hướng ra rừng, để mỗi bình minh, du khách có thể tận hưởng cảnh mặt trời lên, phủ ánh sáng ban mai trên thảm rừng nguyên sinh rộng lớn kỳ vĩ này. Còn bây giờ, chúng ta sẽ chia tay các bạn trẻ sau một cuộc hành trình thú vị xuyên rừng cùng cung đường tình yêu. Và cô gái trẻ xinh đẹp này hẳn đang có ý muốn mang chút thiên nhiên về với thành phố, cùng ao biển kể về tình yêu thiên nhiên mà cô đã bắt gặp từ đây, khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập.